người ta tội nghiệp biết nhiêu nữa, giờ xin giấy đi không được. Mai nói nó buồn khổ hơn là cái gì nữa. Mình không giúp cho được cho người ta cái gì thì mình mua rẻ, mình bán rẻ là cho nhà vườn người ta đỡ khổ. 22.116.682 mẫu cho 32.116.373 lượt người. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý vị. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ cùng với các anh em trong nhóm đi thu gom rau củ để chuyển xuống cùng với một chuyến xe của một cái cô ở cái bên xóm chuyển xuống bệnh viện y học cổ truyền đó, để hỗ trợ những người bị khó khăn, bị phong tỏa, cô bác quý vị. Và hôm nay thì Bùi Hồ được sự hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản và Bùi Hồ thực hiện clip ngày hôm nay. Hôm nay thì giờ này cũng 11 giờ trưa rồi, hôm nay cũng không cơm buồn ghê luôn á. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng chưa thực hiện cái chuyến lên Sài Gòn, lý do là có thể là bắt đầu từ thứ sáu tuần này thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một số dài chuyến lên Sài Gòn. Cũng có rất là nhiều hoàn cảnh cần Bùi Hồ giúp đỡ nhưng mà xe không có lên được nên Bùi Hồ không có hỗ trợ được. Và bắt đầu từ thứ sáu tuần này thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một chuyến hành trình thu gom rau củ lên Sài Gòn. Và hôm nay thì đi với mình có Đạt nè, với lại em út của mình, với lại Dũng Tám. Hôm trước thì chiếc xe này có bác anh chị thì công an nhắc nhở một lần, hôm nay chạy lần này cũng ớn cũng sợ nghe Đạt ha. Lý do là xe mình không có đảm bảo an toàn thì nhắc nhở là cũng đúng rồi, nhưng mà tại vì đây là một cái công việc mà phát sinh trong mùa dịch, thành thử anh em có cái phương tiện gì thì cứ đi cái phương tiện đó. Đó là cái chốt và đằng đó cô bác anh chị là cái chốt mà kiểm tra ai qua và là phải có giấy phép mới được, không có giấy phép là không thể nào qua được luôn đó, chốt kiểm soát đó. Đi qua đường mà không có lý do chính đáng là bị phạt 2 triệu luôn. Thời điểm bây giờ rất là căng thẳng, và ở Việt Nam mà làm công việc thì nguyện thì cũng phải có giấy tờ, xin giấy phép đi đứng đồ đàng hoàng thì thành mới cho đi do đi, nhưng mà phương tiện này là không có đảm bảo nè. Đây là đúng là cái cung đường quen thuộc nha Đạt ha, chiếc xe quen thuộc, cung đường quen thuộc, cái cảnh này cũng quen thuộc luôn. Nói chung là đường thấy hòn ổ gà thôi. Mỗi lần đi gom thì anh em cũng rất là vất vả, cực khổ luôn. Chút rồi xe hai xe đó xuống bến đò lấy 250 kg. Tại bến đò hả? Rồi mình lấy dây leo không còn nhiêu là không dám trả về trả phải không? Anh nói gì đó mình không biết sao luôn á. Trái bự luôn hả? Dưa leo này quá lứa phải không? Dưa leo cũ luôn nè. Dưa leo ở đây, dưa leo cũ. Dưa leo quá lứa. Để hỏi anh đếm à. Dưa leo già sao cũ. 30. 34 hả? 34 bọc. 340. 340 một ký. Vậy mà nó 300. À, ở đây là bao nhiêu bọc anh em? Thì lấy bao nhiêu lấy nhiêu vậy, hồi chứ kia lấy thêm về thì lấy đủ 700. Vừa leo chút ổng chạy xuống bốc lên đó. Rồi mấy ông xách tiếp tôi ha. Rồi. Rồi hú làm ơn. Nhiêu ký? Đó 15 ký. Bó 5 ký đó. Ừ. Tôi là Châu Thị Ánh Nguyệt nè. Bây giờ dân họ người ta trồng đồ gãy, người ta không có bán được, ủng hộ giùm cho nông dân. Đỡ khổ hả? Cho hết khổ. Nói người ta tội nghiệp biết nhiêu nữa, giờ xin giấy đi không được. Mai nói nó buồn khổ hơn là cái gì nữa. Mình không giúp cho được cho người ta cái gì thì mình mua rẻ, mình bán rẻ là cho nhà vườn người ta đỡ khổ. Mình xin giấy đi người ta không có cho. Ở địa phương người ta nói giờ khó khăn người ta không có cho mình đi. Giúp dân không được buồn hay gì? Vì chứ giờ sao giờ mình thấy chứng kiến người ta nghèo gỗ gạn chứ đâu phải mà mình giả tạo đâu. Bà đi nhà vườn rồi nhiều bà thấy sao? Sợ luôn, người ta khổ sợ vô lắm luôn, nói thiệt. Kể một số tình huống con nghe. Bây giờ là cũng như phân phướng thì lên giá, nhưng mà đồ thì bán rẻ, dưa leo bán có 2.000-3.000 ký đó. Còn cả giống cả gì cũng vậy chứ mà phải vận chuyển rồi phải tốn tiền nhiều nữa. Thành thử ra bây giờ nông dân ta khổ sợ quá trời. Chỉ là yêu cầu có bao nhiêu là thôi. Bà thương buôn nhưng mà bà muốn giúp cho dân thôi đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ nếu mà không cho tôi đi, tôi chấp nhận, tôi không đi.
nhưng mà ở địa phương phải tạo phương tiện sao lợi tới nông dân mua cho người ta, mặn cho người ta không có, không có khổ nữa. Bây giờ dưa leo bẻ mỗi ngày, bây giờ không cho đi rồi sao mà ta bị ủng ứ lại đúng không? Bị ủng ứ lại. Thì bây giờ nếu mà không gì ba không đi được là bắt đầu còn lại đây rồi làm sao đây, để 2-3 ngày mới cho đi ngày thì thúi hư mẹ hết của người ta. Lấy rồi một nơi bây giờ phải tập kết lấy ở dưới này xe chở nên là một nơi để truyền qua cô bác anh chị, tranh thủ kịp tàu qua rồi hồi cái chân đi đau đi không được. Nói chung là nông dân bây giờ khổ lắm, theo chia sẻ của cô ba thôn buôn, dân ngày dưa leo ngày nào cũng hái mà hái không kịp luôn. Dạ, vỏ đau quá. Trật khớp. Đâu có khổ qua nữa Đạt. Khổ qua là có ai? Chắc của nó luôn cái gì ai biết à. Có gì đấy đó. Dưa leo này được không vợ? Dưa leo này ngon hơn dưa leo kia nè ha. Rồi, chắc lên đi. Mua 4 bịch trà đá, chế độ từ thiện tặng luôn. Uống đi Đạt, nhiều cảm giác coi cho máy uống không? Ừ. Chỗ đâu để cho hết. Để sao cầm? Vừa cầm vừa uống, tay cầm tay chạy. Tay cầm tay dạ. Máy. Nhìn cái cảnh tượng rồi hả, thấy mà quải được chứ. Hôm nay có leo có nghe mút nữa cô bác quý chị, nghe điện thoại à, thương buôn. Xuống uống nước nè anh. Uống miếng nước đi. Có nước không? Có. Không bơm hàng lấy đưa hoài hả? Anh em, qua đây hỏi tội anh rồi. Hỏi gì? Bơm hàng hoài hả? Bơm sao, gì? Sao mà để cho trễ nải thời gian hoài vậy? Không rồi, không cao nữa tại mình tính chắc ăn không rồi, vậy đồ lấy gì 2-3 chỗ bị thiếu đồ á. Sáng đi bằng khoảng chỗ một thì nó dễ, còn này 2-3 chỗ nó hơi khó rồi, lấy cũng thông cảm giùm. Chờ không nổi cầu cứu. Chờ không nổi giờ cầu cứu nhờ cô bác thông cảm giùm nước nè. Tặng bịch nước đá luôn nè, trà đá nè, người bịch. Trời ơi cứu nó khỏe. Đầu thì nói đi giao tới tận hết luôn bây giờ. Đã giao chỗ đó mà bị anh kia mượn cỡ ba bầu chứ biết kìa. Nói chung là mai mốt vậy nè, vậy là an toàn nhất nè. Mai mốt anh nói chỗ nào làm đi lấy cái một khỏi anh khỏi chở, còn mấy anh chở mấy chỗ khác đi. Em dân đông lắm. Đi mai mốt có gì anh. 3-2-1. Dưa leo này đẹp không? Tại dưa anh qua là mình dưa leo 34 bọc kia 6. Ừ. 34 bọc ở đằng chợ kia 6. 34 bọc là dưa hôm qua nó dưa ngủi bữa nay dưa là từ 5.000 ký, 4 mấy 5.000 mình mua 3 ký à. Là bù qua bố lợi cũng chủ này đưa ra không chứ đâu có ấy đâu cái gì nè, dưa là dưa mới nè, em cứ coi đàng hoàng cái gì nói. Hôm nay dưa 4.5 hả? Dưa này lên 4.5 ngàn luôn á. Mà không có dưa nữa. Dạ. Mình mua có 3 ký à. Nói vậy dạ, bù qua bố lợi phải không? Bù qua bố lợi. Tư, bình nước kìa cân. Lỡ uống ơi. Có cho xe mình uống đá chưa? Chưa. Vậy chạy theo ngồi đưa cho 6 bao hành, tặng 6 bao hành với một thuyền cụ. Ừ. Có hàng không? Có. Sáu bịch hay là sáu bó? Sáu bó là một bịch. Hai mấy ký hành ha. Người hành tới đâu? Để chỗ cái đường mà anh quẹo tôi anh đứng không á. Chỗ lấy dưa leo á. Chưa ông thêm nói chung là ông này ông có mình một mà mình ở đây là dân là 4-5 người mà ông không cho mình chở, ông đòi chở mình lên. Hồi sáng giờ đi cà vòng mới chở xong là bây giờ 1 giờ xe lên, cỡ giờ xe nữa nè. Đó thấy không? Ngày mai mốt anh đếm. Rồi, em có dặn anh là em chở, em không cho anh chở nữa. Anh dẫn tâm. Quên bầu để lại. Bầu để lại. Hả? Cái trắng lên quên nữa. Mai mốt là mình dặn ông thôi, mình chở, không cho ông chở nữa. Rồi. Ừ. Vậy đi. Có gì tôi phụ kiếm được phụ một tí không? Ừ.
Ồ, củ cải này đợt này ngon nè anh Đám. Chả hết rồi, để xem còn chả được rồi. Bao nhiêu ký cải này à? 109. Còn 3 cái. Vậy là dưa leo ra 800 hả? Cắt lên. Ừ. 800 đi. Ờ, 901 rồi tính trăm giữ đi anh bù tiếp 50, 60. 901 vậy? 901 rồi ký. Rồi anh thủ tiếp 50 ký, 60 ký cho anh thua. Giờ lỡ lộ cùi rồi đâu còn chưa lỡ nữa. 850 ký vô leo hả? Ừ. 10 hàng thì tới 800 mấy rồi. Rồi cho dành trước đi Tân. Còn gì nữa không? Rồi được rồi, được rồi, đi đi đi. Cho nó chở bịch hai bịch luôn đi. Ừ. Rồi. Đấy, để cho nấy bịch nữa kìa. Được rồi, được rồi, đi đi đi. Ôi, chở hết không á. Nè, gò bị trật rồi. Rồi, được chưa? Rồi, cái nào chở gì là sao? Lấy hành luôn phải không? Một xe, hai xe, ba xe, bốn xe. Từ từ đặt ơi. Nói chung là thời tiết rất là nóng nực luôn. Nói chung một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để cho Bùi Hồ thực hiện những cái chuyến thu gom rau củ như thế này. Và ngày mai thì chắc có lẽ là ngày mai mình sẽ đi tiếp về Tân Hòa và Sài Gòn. Tới công chuyện luôn. Nhảy luôn hả? Đúng là không có con đường nào là dễ dàng. Ủa sao Tư? Phá xăng. Hả? Phá xăng lại. Sao hả? Bị phá xăng. Ủa đâu hết xăng hả ra vậy? Tôi mới coi nè, cái đó coi đó, có biết coi đâu. Sao vậy? Nó bị phá xăng cái đó kìa, chạy như nó cỏ cỏ nó phá xăng kìa, nó không biết rồi. Rồi, phá lên chạy ra tiếp. Anh này là anh, anh này ảnh là chỉ mới có là này trước học, học việc thôi à. Bên đây trước nè, bên đây trước nè. Ngã. Chưa chưa để ngồi lên. Tướng nó mới không ngã. Đây nó ta dịnh mà. Rồi anh mới có học việc à. Đưa bển lên nó bạn ngã mấy trăm ký á, coi chừng cái tay nha. Hả trời, rồi hư cái con cái trắng không chọn tại nó hư mà tôi cũng có hàng nhầm cái gì hết xong rồi. Không lẽ bình chân con chạy về bình tới đây con nó chạy nó cỏ cỏ nó bịch mày mày đằng kia nó cỏ cỏ có nghĩa là về bãi phá bình xăng con phải không? Không có cái củ cải nè. Rồi chạy đi. Vậy là ấy. Có ấy gì là ấy rồi. Hả? Ấy gì nào rồi. Rồi. Ở đây bồ ngót nè. Bồ ngót này tươi ha. Bồ ngót dưa leo. Củ cải trắng. Với lại cải thìa, với lại gì không? Bi đâu đâu con coi kìa, con coi kìa. Bi đào. Cà. Đó. Ừ. Cái này là này Út mua này hay ha. Này là bông bông bí. Bông bí. Của các Mạnh Thường Quân của xã Tân Bình mua đó. Dạ. Đậu đỏ. Đậu đỏ rồi có Bùi Hồ. Cùng nhau để giúp sức lên bệnh viện. Dạ. Này đi ba nơi. Đi bệnh viện không? Bệnh viện y học cổ truyền hữu nghị cho bác sĩ đồ ăn đặng nuôi cho tất cả các F0 cho mạnh khỏe nha, đặng nuôi F0 đó. Giờ F0 nhiều quá rồi. À, bây giờ bà Út mà phải vô hành lại, lý do là mấy cái cộng hành nó bị úa không? Dạ, qua nó rồi cái nó bị đất không đó rồi cái mình rửa hơi sơ giờ nó úa bây giờ mới mình cho thiệt là sạch. Dạ. Dạ. Rồi. Tham bỏ mình mong rồi thấy chưa?
mấy cái này nếu đem lợi thì khỏi khỏi ăn. Ừ. Cái trên mới đó thì khỏi. Khỏi đi nó khô đó, nó cứ dạ. Nó nổi nè, giờ tay vậy nó ướt à. Đây là lát chiều đây này, Út đi hả không? Út đi, đi con khỏi đi. Đi mới được, không đi là không có biết đường chuyển đâu. Vậy là của con trăm mấy đó phải không? Trăm mấy gì? Cũng như là cái đó là 109 800 dưa leo. 800 mấy hả? 800 mấy, như là 900 cái dưa leo đây. 900, gần 900. Chứ của con với cái đó cải đó là nhiêu? 190 kg là tấn mốt à? Tấn mốt. Rồi rồi còn củ cải trắng nữa. Cải trắng nó nhiều nè. 100 nữa là tấn 2. Tấn 2. Tấn 2. Thì là bụi hòn tấn 2 đó, chia dạ. Làm 2 đi. Bụi dạ. Hòn chia y học của truyền với hổ nghị đi. Nếu muốn chia sao đâu chia. Chia vậy đi. Còn mấy kia chắc bên đợi chốt phòng Mỹ nó rồi xuống. Vô leo trước nha anh. Nữ làm luôn. Dịch gì khổ quá. Này là giật đến nhà thằng bà cũng đánh là có thiệt nè. Được chưa? Rồi. Đây hai. Truyền cho con đây. Này xe là 3 tấn. Hôm nay cái chuyến xe này thì Út hỗ trợ vận mạnh thường quân thì mình hỗ trợ chỉ có một phần thôi. Để đi xuống 3 nơi của thành phố Cao Lãnh. Bệnh viện. Đây. Ấy. Bây giờ là chạy đua với lại mưa bão trên này trời mưa rồi. Nhanh lên nha. Mệt không vợ? Ôi. Đạt ra mồ hôi nữa. Đây là cựu chiến binh. Dạ. Dạ nhanh lên. Ê ê ê. Trời ơi trời. Còn hai bao này nữa hết à? Bao này nữa hết rồi. Đó vậy nè. Đó vậy nè. Đó vậy. Chưa đã cho mấy người đó nó đậu nhuyễn. Bí đao với củ cải trắng đây. Củ cải trắng bí đao phải không? Bí đao của cải trắng. Cái nào nặng mình đỡ ở dưới trước. Ở đây còn dưa leo nữa. Để vô đi. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, có hôm qua đó, mạnh đường quân tất cả cùng chung tay bên bùi hồ cũng như là bên của cô đây. Ai ôi ông Năm bao nhiêu tuổi ông Năm? Bao nhiêu rồi? 70. Trời ơi này đúng là giật đến nhà đàn bà cũng đánh nè. Nè cái này cho nó sơn luôn. Bán độc cao nè. Quá ngon à. Xe này là thấu mắt là ngon đó. Nhiều nhiều đồ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng Bùi Hồ để có thể hỗ trợ tiếp xuống thành phố Cao Lãnh cùng với lại cô Út Song để mà đi xuất lại tới phát từ khu phong tỏ của bệnh viện. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ạ. Đi khỏe, đi xuống dưới da cho bệnh viện nghỉ học của chị. Rồi. Chào Út. Chi phí ủng hộ rau củ Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, một là 850 kg dưa leo 3.500 đồng một ký là 2.975.000 đồng,
2. 190kg cải thìa 3.000 đồng 1kg là 570.000 đồng. 3. 100kg cải củ trắng 4.000 đồng 1kg là 400.000 đồng. 4. 23kg đậu đũa 3.500 đồng 1kg là 80.000 đồng. Tổng cộng 4.025.000 đồng. Bùi Hồ xin trích quỹ ủng hộ của chị Xuyên ở Nhật Bản 4 triệu đồng. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị và Mạnh Thường Quân. Chúc chị cùng gia đình và Mạnh Thường Quân sức khỏe, an lạc. Và hẹn gặp lại ở lúc sau. Xin chào và hẹn gặp lại.